chào các anh chị đã trở lại với Hoa Lan Di Phong. Thì vừa qua thì em đã có giới thiệu các anh chị mình cái chế phẩm siêu nù sử dụng ở trên Dendro nè, trên Ngọc Điểm nè. Và hôm nay thử nghiệm ở trên dòng Hồ Điệp thì nó sẽ như thế nào các anh chị ha. Thì đây trước mắt mọi người là cái lô Hồ Điệp này là đã sử dụng phân nù được 2 lần tưới nè các anh chị. Mình thấy cái bản lá của nó xanh mướt cực kỳ không? Nó có khác biệt với những cái Hồ Điệp mà các anh chị mình hay thấy không? Đây nè, bản lá to và rất là bóng luôn nha mọi người nha. Đây chỉ là mới 2 lần phun thôi. Còn ở lúa bên này, anh chị mình thấy lúa bên này là chưa có sử dụng nè. Thì mình thấy bản lá của nó sẽ nhỏ hơn, với lại là cái độ bóng của nó không bằng. Thì ở cái phần mà khi mà sử dụng 2 lần phun á, thì các anh chị mình thấy lá nó khác biệt. Và phần rễ nè mọi người, rễ của nó cũng đã phình to rất là nhiều ha. Đây là những cái rễ mới lên nè các anh chị nè, phình to. Thì với cái Hồ Điệp này thì nó sẽ làm cho lá của mình nó dày hơn, nó to bự hơn ha, đầu rễ nó cũng bự nữa. Và bên cạnh đó thì Hồ Điệp các anh chị mình hay gặp cái hiện tượng là thối nhũng ở lá. Thì với cái chế phẩm này thì sẽ giúp cho các anh chị mình hạn chế được tối đa cái thối nhũng các anh chị ha. Đây, cái anh này giống như là bị quá liều luôn nè. Coi bản lá nè mọi người nè, rất là dày luôn nha, vừa dày vừa to, bóng mướt cực kỳ luôn. Rễ thì đang lên tua tủa. Là khi này là cây này là sử dụng 2 lần phun. Ở siêu nù thì các anh chị mình sẽ phun với liều lượng là 0,2 gram trên 1 lít nước. Thì một tuần mình sẽ phun một lần. Ở đây em có một cái cây để riêng. Và cây này là nhà vườn người ta đã phun được 5 lần rồi nè các anh chị. Mình thấy nè, bản lá bắt đầu nó thun lại ha. Từ là dòng Hồ Điệp, những dòng phun lá to này thì cái phơm lá nó sẽ dài tầm khoảng hơn một gang tay của em ha. Còn đây là bản lá nó đã bắt đầu phình qua bề ngang rồi nè. Lá xếp đẹp không? Đẹp từ gốc tới ngọn luôn. Và lá nó bắt đầu thun lại các anh chị, mình thấy nó dày lên rồi các anh chị. Nó hơi vần hiến, nó bụm lên ha, nó giống như là một cái quạt rất là đẹp. Thì cái này là đã được 5 lần phun. Nếu anh chị nào mình muốn thử nghiệm, mình muốn trải nghiệm thử thì mình có thể mua một hũ siêu nù để các anh chị mình phun được cho Hồ Điệp nè, Ngọc Điểm nè, Dendro nè, với liều lượng là 0,2 gram trên 1 lít nước các anh chị ha. Đây là một cái chế phẩm là tích hợp của những cái dòng kim loại. Bên cạnh đó nó cũng có bổ sung thêm NPK nữa, nên các anh chị mình có thể kết hợp được với B1 và một số dòng sản phẩm chăm sóc lan khác. Một lọ thì Hoa Lan Di Phong đang bán với giá là 60.000 ha. Anh chị mình mua từ 2 lọ trở lên thì với giá là 150, em bao phí vận chuyển.